Thế cô sửa lại. Bữa hôm mình mới cố định lại được cái Zoom, bởi vì sau này mình dùng một cái nổ ha. À, là cái cần vào cái link này, mỗi link này thôi cô. Bữa hôm là không biết cái vô tình cái có người chỉ cái mình cũng đỡ có công tới lui. Right, okay, that's great. Rồi, ta có nói chỗ này ha, just pay attention to this one. They talk that adverbs well and badly. Okay. Mình nhớ chỗ này ha, động từ thường thì ở phía sau đó muốn dùng thì phải dùng trạng từ chứ không có dùng tính từ, không có dùng là sing good mà là sing well, okay, or dance well, like something like that. And not, không dùng là not good ở đây mà dùng là badly, okay. Đơn giản thôi. So now let's move on. So, tell your partner about your abilities. Use your sentences from vocabulary practice with and but I sing well, but I dance badly. I draw well and I paint well too. So, can you? Rồi bây giờ mình sẽ đặt câu nha. Nhưng mà nhớ mình chen but để nói lên một cái mình làm được tốt và một cái mình rất là tệ ha. Ok, and một cái là mình làm tốt và cái kia cũng y chang luôn. Và phía sau đó ở giữa thì mình sẽ nói với and. Và ở đây thì mình sẽ nói với, mình sẽ đặt to ở cái cuối câu ha. Ok, so now let's go. Rồi, mình sẽ đặt hai câu tỉnh nhé. I so well, but I need badly. And what else? Cũng có thể nói nhiều hơn nha. Try to make more and more sentences about that. With but nhiều lắm. Chẳng hạn như mình có thể nhảy được nhưng mà hát không được. Chẳng hạn là hát được mà nhảy không đẹp. Chẳng hạn. So. I play guitar well, but I play the violin very badly. Okay, that's great. And how about sentences with, okay, a sentence with and, okay, and the conjunction and, okay, like to talk about two activity that you really well, you do really well. I cook well and I fix some of these things very well too. Okay, that's great. And what else? I swim very well and I drive well too. And I try or die. Drive. Đây là lặng nha. Try well too. Okay. Good job. That's right. Rồi, mình qua phần tiếp theo ha. So just move on. Rồi, ở đây thì mình cứ đi sơ lược tại vì nãy mình có nói rồi. To talk about ability thì mình sẽ dùng use can or can't and the base form of a verb tức là cái dạng động từ thường luôn nha. Chẳng hạn mình nói ở questions thì mình sẽ ở dạng mà
Affirmative, okay, affirmative sentence or negative sentence, câu khẳng định á và câu nghi phủ định thì chúng ta sẽ đặt theo vị trí này, right? Nhưng câu nghi vấn thì chúng ta sẽ đặt can you play, okay, like can he speak? And short answer like yes I can, no I can't, yes he can, no he can't, okay. Ngoài ra thì mình còn có thể sử dụng use can or can't with well to indicate degree of ability để chỉ ra được cái gọi là cái mức độ của cái khả năng đó. Chẳng hạn như she can play the guitar but she can't play well. Tức là cô có thể chơi được nhưng chơi không được tốt thì mình cũng có thể sử dụng cái này luôn. Chẳng hạn như mình có thể hát được. I can sing. Okay, I can sing songs, but I can't sing very well. Nhưng mà hát không có rất là tốt nha. So, can you make a sentence with the first one, affirmative form, negative form and interrogative form? Tức là câu nghi vấn. Okay, now first right. Đọc một câu ha, mỗi cái một câu. Okay. I can What? May? May? yes. Can you turn on your camera now? I can't hear you and I can get word from you. May? May can dance. May? Yes. Can dance. That's okay. Now the next. How about the negative part? Luna can't drive. Okay, good job. So how about enterprises form? Là cái câu can you Đó là dạng là câu nghi vấn á, thì mình gọi là can he knit? right? Knit. Knit. Có thể thêm well vô để mình chỉ cái khả năng this well. Nếu như mình biết được cái khả năng của người đó có thể knit rồi, đúng không nào? Nhưng mà mình muốn biết cái khả năng là knit well hay là không có well thì mình hỏi gen từ well, được không? Right. Cái này mình biết cái khả năng rồi mình vẫn hỏi được. Right, what else? Mình sẽ dùng mình làm một cái câu với cái dạng này ha, tức là biết được khả năng nhưng mà cái khả năng không được tốt. Ok. Tự biết cái khả năng đó. Chẳng hạn như là I can dance, chẳng hạn gì, I can dance, but I can't dance well. I can draw, I can sew, but I can't draw well. Can't sew well. That's great. Bạn tiếp ạ. Rồi, còn cái bài tập này nữa. Mình đọc thật nhanh nha. Okay. Đọc first. Mình dễ nè, mình đọc ra. Can you play guitar? Ok. Yeah, that's great. Nhớ nha, chỗ này mình nhớ Right. trước Yes, tên. I. Trước tên nhạc cụ mình phải có the nha. Guitar, chứ không phải can you play guitar. Ok, đọc say that again. Can you play the guitar? Yes, I can play the guitar, but I don't play well. Can win cô Mình nhìn đồng từ dưới nha. can win swim well. Ok. Yeah.
She. She can swim and she swims very well. Okay, that's it. Good job. Now move on, please. Okay. Three. Cook? My brother? No, he can't cook at all. Can Toria speaks English well? No, she can't speak English. And she needs this glass. This class, tức là cần học lớp này ha, right? Like that. Okay, now. Can your mother knit well? Yes, she knits very well. Okay, good job. Now, the last one. Can your sisters skiing ski? Okay, Yes, they go skiing very weekend. good. Okay, that's great. Every, not very. Every là mỗi nha. Every Every weekend tức là mỗi gì? tuần. Mỗi cuối tuần nha. Chẳng hạn như hai ngày cuối tuần, hai ngày nào? Can you tell me about 2 days at the weekend? There are Saturday Okay, that's it. Đúng rồi. Vì mình nói every weekend có nghĩa là mỗi cuối tuần. Ok, tức là trong 2 ngày đó hoặc là một trong hai nha. Ok, rồi chúng ta tiếp tục. Now let's move about the conversation model. Just tell me about, now look at the conversation here. Can you tell me what topic that they talk about? What topic they talk about? They talk about, now look at it. They talk about abilities. Ability. Okay, that's right. Someone's ability, right? Okay. All right, now this one. Này mình nghĩ là cũng dễ hay sao vậy? Mình sẽ nghe sơ qua chút xíu à. Now, listen. Read and listen. Can you draw? Actually, yes, I can. Can you? No, I can't. Really? That's too bad. Okay, so now I'm A and you are B. Can you draw? Actually, yes, I can. Can you? No, I can't. Really? That's too bad. Okay, mình có thấy chỗ này không? Khi nào mà mình nói về điều đó? When do you use the expression that's too bad? Khi nào mình sử dụng cái câu đó này? À, tại thật. Okay. Khi mà nghe về điều gì? Negative hay là dạng positive? Nghe dạng tích cực hay là tiêu cực về một gì đó? Phủ định nha, nghe về cái gì đó phủ định thì mình luôn nói that's too bad. Chẳng hạn bữa hổm là mình có thể nói khi mà ai đó bị đau hay là bị cái gì đó, đúng không nè? Thì mình nghe tôi đau gì quá, tôi nói that's too bad. Bạn có sao không? Thì khi đó ha, thì cái này cũng vậy. Giống như tôi không thể chỉ được thật ha, that's too bad, thì nó cũng trong trường hợp này ha. Okay, so now just okay. Personalize the conversation. Mình sẽ hỏi và trả lời về cái dạng cấu trúc này. Okay. Now I'm A and you are B. Can you play the guitar? Actually, no, I can't. I can't play guitar. Can you? No, I can't. Really? Really? That's too bad. So, what can you do? Mình sẽ mở rộng thêm là extend. Okay. So, what can you do? Just tell me. Yeah, mình như bộ mình nói, I can dance. Thì nó cũng related to related to Can sing art, birds right?
I sing not well. I not well. Yeah, that's great. That's so good. Okay. Thường là mình, ví dụ mình đang nói về chủ đề nghệ thuật thì mình sẽ nói về nghệ thuật luôn. Ví dụ đang bàn về guitar thì mình có thể chuyển sang hướng là piano, là về hát hò, nhảy múa này kia đó ha. Để mình hỏi tiếp người ta, right? Okay. And nói, ah, that's too bad. What can you do? What can you play? Không được, bạn có thể chơi cái gì ha? Like, what instrument can you play? Cái loại nhạc cụ nào mà có thể chơi? Hoặc là gì đó ha? Okay. Discuss other abilities. Okay. Mình sẽ bàn luận về cái khả năng của ai đó nha. Này thì mình cũng đã có nói rồi. Bây giờ mình sẽ nói lại những cái hoạt động mà mình có thể nha. Thứ nhất là hoạt động mình có thể hay không thể. Thứ ba là có thể nhưng mà không có tốt lắm. Được không nào? Rồi mình nói ba cái dạng câu đó nè. First one, nói thật sự. You're real, okay. You're real ability. Yeah, talk about ability. Now, come on. Để suy nghĩ. Cái hàng mình hát được không? Cái hàng hát được là cái khác nha. Hát được là mình cứ hát theo nhạc này kia rồi. Nhưng mà mình hát không hay chẳng hạn hay là gì đó. Cứ nói ra chứ không phải là... I can sing, but I sing very badly. Okay, yeah, I get it. Okay, so what else? I can draw and I paint very well too. Yeah, I can draw and I can draw very well too, right? Yes. Tức là mình có thể làm hoạt động gì và hoạt động gì tốt, tức là hai hoạt động khác nhau nha. Lại là khác nhau. Là hai hoạt động khác nhau nhưng mà cả hai đều tốt thì mình mới sử dụng chữ to ở đằng sau này và nói với chữ and. Nói với cái liên từ nha, and. Chẳng như là tôi vẽ đẹp nè và tôi tô màu cũng đẹp luôn, ok được không nè? Yeah. Tô màu tức là mình cho cái màu vào trong cái bức tranh cho nó hài hòa và nó làm tô cái bức tranh lên là mình tô đẹp đó. Còn mấy bạn mà tô lên vào bức tranh chìm và nó không có sáng bức tranh thì nó không có năng khiếu. Vậy mình tô có giỏi hay không thì mình cứ nói sao ha. I can be, I can draw well and I can paint very well too. Thế hay vậy? Nó phải liên quan chút xíu. What else? Còn gì nữa không thư? Thử nói nha. Chẳng hạn như là mình nấu ăn giỏi đi. Được chưa? Mình làm gì đó rồi chết giỏi. I can cook well and I trang trí là gì, trang trí đồ ăn sao trang trí kiểu set như là trưng bày đồ ăn a table right? Bài đồ ăn ra. Set a table. I cook well and I set a table well too. Mà mình nói trang trí đồ ăn mình có chữ decorate ha. Decorate, trang trí ha, các món ăn, right? The dishes. Decorate, mình có chữ decorate là trang trí ha. Decorate dishes for the mấy món ăn. Well, ví dụ như người ta chuẩn bị decorate dishes well. I can decorate dishes well.
Right, okay, good job. Rồi, bài tới đây cũng đã hết à. Bài này thì mình thấy giống như là cũng giống mình cũng có thể là mình cũng đã biết biết qua lâu ha, do vậy mình là học bài này rất tốt, mình đặt câu tốt, phát âm rất là tốt. Và có một vài từ mới đó, mình nhớ mấy từ mới nha, chỉ hạn như là từ gì nào, show, knit này kia ha, để mình có thể sử dụng thêm. Ok, nhìn chung là cũng không có cái nào để mình phải bàn cái khuyết điểm của bài này ha. Làm rất là tốt. Okay, you learn very well. Okay, so right. Qua bài này thì bạn có gì hỏi không nè tôi? Do you have any questions about? Okay, Don't have person. that's great. Nhà mình coi bài và làm bài tập nha. Okay, it's time to say goodbye. Goodbye, see you next time. Bye, teacher.